Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Ta là Hầu Phu Kiếm Thánh tập 86 của tác giả Đích Thủy, người dịch NVM 1997, nguồn tiên dịch qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 711, Bí mật của Lăng Vân Tông. Trần Mục tê cả da đầu, còn tưởng rằng thật sự có thể thuận lợi trở về. Bầu trời giống như là muốn xé rách ra, vô số lôi đình rực lửa đang xen. Ngay đến cả Chí Tôn cũng không có dám vượt giới, có thể thấy được sự khủng bố của thiên đạo phản vệ. Trần Mục bay giọt lên trời, hắn không có muốn thiên kiếp tạo thành phá hoại không cần thiết đối với nhân gian. Những tiếng ầm ầm vang lên, tiếng sấm đình tài nhức óc vang lên, toàn bộ Bắc Quan đều đã bị đạo tiếng sấm này làm chấn động. Trần Gia, hai tỷ muội Trần Dĩnh và Trần Giao phát giác được khí tức của Trần Mục. Ca ca, trở về rồi. Hai tỷ muội lập tức chạy tới cái vùng phía tây Bắc Hoàng. Trần Mục đi tới chỗ cao, hắn đã bị hàng trăm ngàn đạo lô kiếp quấn quanh, toàn thân tắm trong lô quang. Năng lượng cuồng bạo phản phất như muốn xé rách hắn. Thiên đạo phản vệ càng cuồng bạo hơn so với thiên kiếp tầm thường. Toàn thân của Trần Mục giống như bị kim châm, xương sống lưng phát lạnh. Hắn chỉ có thể điều chỉnh hô hấp, vận chuyển bất diệt kinh đối kháng với thiên kiếp, trong máu thịt lóe ra bất diệt kinh văn. Trần Dĩnh và Trần Giao đuổi tới vùng phía tây Bắc Quan. Lúc mà các nàng nhìn thấy Trần Mục, trong mắt mang theo vui sướng, nhưng mà nhìn thấy hắn đã bị thiên đạo phản vệ, tâm trạng đột nhiên trở nên căng thẳng. Trần Mục ngồi xếp bằng ở trong lôi hải, lôi kiếp cuồng bạo xé nát hắn ta. Nhục thể của hắn không ngừng bị tổn hại, sau đó không ngừng hồi phục lại như cũ. Quá trình này quả thực sống không bằng chết, hắn chỉ có thể im lặng chống đỡ. Trong mắt của Trần Dĩnh tràn ngập tín nhiệm. Giao Giao đừng lo lắng, ca ca chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Trần Giao trịnh trọng gật đầu. Trần Mục phát giác được hai muội muội ở gần đó, hắn phải chống chọi với thiên đạo phản vệ, không có thời gian phân tâm. Năng lượng cuồng bạo tràn vào trong cơ thể, may mà có sức mạnh thôn phệ luyện hóa và cả sức mạnh không gian để mà chứa đựng. Cường giả tiên dương bình thường sớm đã không chịu được, Trần Mục lại thành công chống chọi được với phản vệ, lôi kiếp không ngừng tẩy lễ nhục thân thể của hắn hết lần này tới lần khác. Thiên kiếp tiếp tục 7 ngày vẫn chưa kết thúc. Tần Nghê Thường đuổi tới Bắc Quan, nàng nhìn thấy tỷ muội của Trần Dĩnh và Trần Mục. Nàng ta đã đoán động tĩnh ở Bắc Quan có liên quan đến Trần Mục rồi, cho nên chạy đến đây. Xung quanh còn có rất nhiều thế lực tu tiên đang dây xem. Dĩnh Dĩnh, Giao Giao. Nghe Thượng Tỷ. Tần Nghê Thường đi đến bên cạnh Trần Dĩnh. Cả người gặp phải thiên đạo phản vệ, hắn là cố ý sao? Trần Dĩnh lắc đầu, cũng không có rõ lắm. Ca ta không có nhắc nhở ta, huynh ấy đột nhiên trở về. Tần Nghê Thường kinh hãi nói, trước kia chưa từng có cường giả có thể tự mình từ tiên giới giáng lâm xuống nhân gian. Không hổ là tiểu sư đệ, có thể làm được chuyện mà những người khác không có làm được. Các nàng suy đoán, Trần Mục cố ý tiếp nhận thiên đạo phản vệ, dùng cái này để mài luyện bản thân, cho nên không quấy rầy, yên tĩnh đứng xem bên cạnh. Trần Mục không phải là tự mình muốn tiếp nhận thiên đạo phản vệ, mà chính là đã bị thiếu nữ tóc vàng gài bẫy. Thân thể của hắn đang không ngừng rách nát, không ngừng tái tạo, loại cảm giác này không biết như tra tấn tới cỡ nào. Thiên đạo phản vệ không phá hủy được Trần Mục, ngược lại khiến hắn càng trở nên thêm cường đại hơn. Hơn nửa tháng trôi qua, lôi kiếp rốt cục cũng đã lắng lại, Trần Mục thuận lợi chống đỡ qua thiên đạo phản vệ. Hắn cảm thấy bản thân trở nên viên mãn ở cảnh giới tiên dương. Cuối cùng, Trần Mục cũng không cần lo lắng thiên đạo phản vệ, hắn dịch chuyển đến bên cạnh tỷ muội Trần Dĩnh. Dĩnh Dĩnh, Giao Giao, sư tỷ, các người không mệt sao? Trần Dĩnh kéo tay của Trần Mục cười duyên nói, không mệt, ca, huynh chủ động tiếp nhận thiên đạo phản vệ là định thường ở lại nhân gian sao? Trần Mục khẽ lắc đầu, dĩ nhiên là không phải, còn có chuyện rất quan trọng chờ ta đi làm. Tần Nghê Thường nhướng mày, đệ có thể có chuyện gì quan trọng, khẳng định là muốn đi đón sư tỷ sao? Trần Dĩnh và Trần Giao che miệng cười trộm. Trần Mục không phản bác, hắn nhìn về phía Trần Giao, sau đó lấy ra
tuyệt thế tiên kiếm hiện ra tử quang. Giao Giao hy vọng muội có thể thích thanh tiên kiếm này. Trong mắt của Trần Giao ẩn chứa ánh sáng, nàng ta nhận lấy tiên kiếm, rất yêu thích. Ca, cảm ơn huynh. Trần Mục nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của tiểu muội rất vui vẻ. Các muội trở về nhà trước đi, ta có chuyện quan trọng phải xử lý, đợi xử lý xong sẽ trở về. Ca, huynh phải cẩn thận nha. Được, vậy bọn muội về nhà trước chờ huynh. Trần Dĩnh và Trần Giao quay người trở về Trần gia. Trần Mục nhìn về phía Tần Nghi Thường vừa cười vừa nói: "Sư tỷ, đệ theo tỷ về Lăng Vân Tông một chuyến." Tần Nghi Thường gật đầu: "Được, thuận tiện nói cho sư tỷ nghe những gì mà đệ đã trải qua ở tiên giới." Trần Mục đưa tay mở thông đạo không gian. Tần Nghi Thường kinh ngạc, nhảy mắt nàng ta liền theo Trần Mục trở lại Lăng Vân Tông. "Ồ, nhanh vậy sao?" Trần Mục lấy ra một bình tiên đan. "Sư tỷ, bình tiên đan này có thể giúp cho tỷ nhanh chóng đột phá đến kiếm thánh đỉnh phong. Có điều muốn trở thành tiên ở nhân gian, độ khó rất lớn. Tỷ có thể tích góp từ từ, sau này tiến về tiên giới đột phá." Tần Nghi Thường nhận lấy tiên đan, trong mắt mang theo ý cười. "Không uổng công sư tỷ đã thương ngươi, còn biết nịnh nọt sư tỷ. Ta không thèm thành tiên, ở nhân gian khá nhàn nhã rồi." Kế tiếp, Trần Mục lấy ra một đống lớn tài nguyên. "Đây, những tài nguyên này phân cho tiểu bối Lăng Vân Tông, bọn họ đã giúp cho đệ làm rất nhiều nhiệm vụ, xem như thù lao." "Tiểu sư đệ, thù lao của đệ có một chút phong phú nha, bọn họ có sự thúc tốt như vậy, thật là may mắn." Tần Nghi Thường nhận lấy tất cả tài nguyên, một mình Trần Mục trở lại Ngạo Kiếm Phòng. Chương 712, bí mật của Lăng Vân Tông. Hắn trở lại trong động phủ, sau đó lấy ra Trấn Thiên Ấn cùng Chiêu Yêu Phiên. Bên trên Chiêu Yêu Phiên có một sợi u sương, đó là một sợi hồn phách của yêu chủ. Thần hồn của Trần Mục thông qua Trấn Thiên Ấn tới gần sợi u sương kia. Quy áp đáng sợ làm cho thần hồn của hắn run rẩy. U sương ngưng tụ thành cái bóng người to lớn vĩ đại. Đối mặt với quy áp đáng sợ, Trần Mục chăm chú nhìn vào cái bóng người như cũ. "Ngươi chính là yêu chủ sao? Ngươi từ tuyệt đỉnh rơi xuống đáy cốc, chắc hẳn là thu hoạch được rất nhiều." Giọng nói của yêu chủ đặc biệt to. Trần Mục trầm giọng nói: "Ngươi biết ta?" Yêu chủ nhìn chầm chầm Trần Mục, trong đôi mắt mang theo nhìn đánh giá. "Không tính là biết, chúng ta từng là đối thủ, còn không có phân ra thắng bại." Trần Mục tiến vào chủ đề chính, trầm giọng nói: "Ta muốn biết tin tức của liên quan tới Bỉ Ngạn." Yêu chủ bình tĩnh nói: "Chúng ta có thể trao đổi, một câu hỏi, một điều kiện." "Ngươi có thể đưa ra điều kiện trước." Trần Mục nhìn bóng người của yêu chủ hỏi. Vẻ mặt của yêu chủ bình tĩnh nói: "Đưa sợi hồn phách này của ta quay trở lại nhục thân, bèn biết gì nói nấy." Trần Mục nghĩ đến mộ của yêu chủ, chỗ đó chôn giấu nhục thân của yêu chủ. Nhưng mà đưa cái sợi hồn phách này trở về không hề dễ dàng. Hơn nữa yêu chủ sống lại thì phải làm sao? Suy cho cùng, ông ta rất có thể là đối thủ trước kia của mình. "Có lẽ đây là nơi ngươi không nên tới." Trần Mục ý tứ sâu xa nói. Bóng người của yêu chủ tiêu tán. "Có lẽ thế giới của ngươi cũng sẽ tiêu vong giống như thế giới của ta." Ánh mắt của Trần Mục kiên định nói. "Chỉ ít thế giới của ta vẫn còn đang tồn tại." Hai tài quán kết ấn, sau đó ấn ký kim sắc xuất hiện. Trấn Thiên Ấn và Chiêu Yêu Phiên đồng thời đã biến mất. Trần Mục không có muốn vị trí của thiếu nữ tóc vàng bị phát hiện, bèn đem Chiêu Yêu Phiên phong ấn ở Ngạo Kiếm Phòng. Cho dù hắn rời xa Trấn Thiên Ấn, cũng có thể khống chế Trấn Thiên Ấn. Trích Tinh Phong, Tô Mân tứ hòa trong diện. Trần Mục đi vào tiểu diện. "Sư Tôn, Tiểu Mục." Trong mắt của Tô Mân tràn đầy tự hào. "Vì sư không còn gì có thể dạy con nữa, con đường sau này con chỉ có thể tự mình suy nghĩ đi." Trần Mục mỉm cười châm trà cho Tô Mân, sau đó đưa hai tay tới. "Sư Tôn, con có cảm giác ngài là tảng đá trong lòng của dòng sông thời gian, cho dù là dòng sông thời gian thì cũng chảy qua từ bên cạnh ngài." Tô Mân tiếp nhận chén trà, nhấp hai ngụm, nét mặt hiền lành, liên tục khoát tay nói: "Vì sư cùng lắm là một hạt cát nhỏ bé không có đáng kể đâu, chỉ có thể chảy theo luồng nước thôi."
Hiện tại Trần Mục tinh thông quy tắc thời gian, hắn lại không cảm nhận được sự tồn tại của thời gian ở bên cạnh Tô Mân. Lần này con trở về có chuyện gì? Chính là đến thăm sư tôn. Tô Mân vỗ nhẹ vai của Trần Mục. Tiểu Mục, bây giờ con đã có năng lực bảo vệ bí mật của Lăng Vân Tông, con nguyện ý tiếp nhận chứ? Trần Mục do dự trong chốc lát, sau đó trịnh trọng nói: Sư tôn, Lăng Vân Tông đối với con có ân, con có trách nhiệm tiếp tục bảo vệ bí mật của Lăng Vân Tông. Trong mắt của Tô Mân tràn ngập vui mừng. Ông ta lấy ra ngọc thạch màu xanh lam từ trong tay áo, lớn chừng quả trứng gà. Bên trong có vô số quần sáng mà mắt thường khó có thể phát hiện được. Trần Mục tiếp nhận ngọc thạch màu xanh lam. Hắn có thể cảm nhận được sự quyền diệu của ngọc thạch. Vật chất bên trong hắn chưa bao giờ thấy qua. Sư tôn, đây chính là bản đồ sao? Tô Mân gật đầu. Ta một lòng tu đạo, không có thời gian nghiên cứu nó. Nếu như con muốn nghiên cứu thì ngược lại có thể nghiên cứu, nghe nói còn là mang từ Bỉ Ngạn trở về. Sư tôn ở trong mắt của Trần Mục là tu tiên giả chân chính, một lòng tu đạo không hỏi thế sự. Trần Mục lấy được lam thạch, nhất thời cũng không có tìm hiểu được. Hắn thu hồi lam thạch, cáo từ Tô Mân. Sư tôn, sau này con sẽ đến thăm ngài. Tô Mân mỉm cười gật đầu. Đế phủ cho Trần Mục thời gian của nửa năm, hiện tại thời gian lưu lại cho hắn không đến hơn một tháng. Thời gian của hắn còn đang gấp, cho nên không gặp bằng hữu ở Lăng Vân Tông. Trần Mục đi tới trung bộ Quan Châu, hắn đứng ở bên bí cảnh bên ngoài Quan Thần Điện. Hắn đứng ở bí cảnh bên ngoài Quan Thần Điện, bỗng nhiên nghĩ đến Quan Chủ, vị kia là truyền kỳ nhân gian, ông ta có thể bước lên con đường vô địch, có lẽ sẽ có quan hệ với Hoàng Kim Thụ sâu trong lòng đất. Quan Thần Điện không phải là ngẫu nhiên ở chỗ này. Trung bộ Quan Châu, Trần Mục nhiều lần đi qua nơi này, không có phát hiện ra Hoàng Kim Thụ. Dù cho lúc này hắn dùng thiên nhãn thông cũng không có cách nào mà nhìn thấy được. Trần Mục dịch chuyển đến nơi sâu trong lòng đất, hắn xuất hiện trong không gian mờ tối, nhìn kim quang phía xa, chùm ánh sáng kia thảnh khiết ấm áp. Hoàng Kim Thụ ẩn chứa năng lượng vô hạn. Trần Mục tới gần Hoàng Kim Thụ, gốc cây kia to lớn hơn ngôi sao, ánh sáng còn lóa mắt hơn cả mặt trời. Nó đứng vững ở chỗ này, hàng cổ trường tồn. Đây chính là căn nguyên vật chất sao? Trần Mục có thể cảm nhận được nguồn năng lượng mênh mông, hắn đưa tay chạm vào Hoàng Kim Thụ, sau đó toàn bộ thân thể tiến vào bên trong cây. Ở bên trong Hoàng Kim Thụ chỉ có chất lỏng màu vàng. Trần Mục không có nhìn thấy thiếu nữ tóc vàng, có thể xác định nàng ta là do ý chí của thiên địa hình thành. Loại ý chí này có thể khống chế thiên địa. Nàng ta đã bị ép trúng nơi sâu trong lòng đất Quan Châu, liền chứng minh giữa đất trời còn có sự tồn tại cường đại mà nàng ta không cách nào mà đối kháng được. Có lẽ chính là dị tộc đến từ Bỉ Ngạn. Trần Mục bắt đầu hấp thu căn nguyên vật chất chung quanh. Đây là năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, dù chỉ một luồng cũng khiến cho năng lượng trong cơ thể tràn đầy. Các loại sức mạnh quy tắc mạnh lên trong nháy mắt, tinh khí thần quán đều đang tăng vọt. Loại cảm giác này giống như nháy mắt có được ngàn năm tu vi. Thiếu nữ tóc vàng xuất hiện trong thức hải của Trần Mục, nàng ta đứng ở trên ngôi sao thức hải hóa ra. Sức mạnh dị diện của ta chỉ còn có một phần, dù cho ngươi có hấp thu toàn bộ căn nguyên dị diện ở chỗ này cũng không có thể trở thành cường giả tuyệt đỉnh đâu. Chương 713 Đại quân tiên tộc. Căn nguyên vật chất ở chỗ này cực kỳ nhiều, vẻ mặt của Trần Mục chăm chú. Cho dù cho ta thời gian mấy ngàn năm, ta cũng không có cách nào mà luyện hóa hoàn toàn căn nguyên vật chất chỗ này. Thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp nói, đó là đương nhiên, ngươi có thể thông qua căn nguyên vật chất nơi này mà trở thành chí tôn, nắm giữ một phần sức mạnh dị diện, không có đối thủ cùng cảnh giới, cho dù đụng phải cường giả đế cảnh cũng có thể quyết chiến. Ta hấp thu hết căn nguyên vật chất chỗ này, vậy ngươi phải làm sao? Trần Mục nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng, ý chí của nàng ta dựa vào căn nguyên vật chất để mà tồn tại. Mất đi căn nguyên vật chất, nàng ta cũng sẽ biến mất. Thiếu nữ tóc vàng ngẩng đầu kiêu ngạo nói, liên quan đến nhân quả, ta không thể nói cho ngươi biết. Trần Mục không truy hỏi, nếu ngươi đã tin tưởng ta,
vậy ta sẽ thay người bảo vệ thế giới này. Thiếu nữ tóc vàng che miệng cười, tiếng cười của nàng ta rất trong trẻo, Trần Mục nghe rất dễ chịu. Sao ta cảm thấy nhìn ngươi rất là quen mắt, đây là ảo giác sao? Thiếu nữ tóc vàng có đôi mắt trong veo, nàng ta đột nhiên trở nên nghiêm túc nói. Ta có thể tùy ý hiện hóa, hình dạng của ta là hình thành từ ý thức của ngươi, đương nhiên là ngươi cảm thấy quen thuộc, không có gì kỳ lạ. Trần Mục không suy nghĩ nhiều, hắn tiếp tục hấp thu căn nguyên vật chất ở bên trong hoàng kim thụ. Hồng mông thụ trưởng thành khỏe mạnh, hồng mông tiên lực càng cường đại hơn, sức mạnh quy tắc trong cơ thể càng ngày càng mạnh lên. Luồng sức mạnh dị diện kia mạnh hơn so với sức mạnh quy tắc, vẹn vẹn một luồng có một quy lực quỷ diệt thiên địa. Tầng sinh mệnh của Trần Mục cũng thay đổi theo. Thiếu nữ tóc vàng lên tiếng nhắc nhở, ngọc thạch màu xanh lam trên người của ngươi có thể đưa ngươi tiến về Mỹ Ngạn, giúp ngươi tìm được một phần mức, giúp ngươi tìm được một phần sức mạnh dị diện đã bị đoạt đi của ta. Hóa ra đây chính là bí mật của Lăng Vân Tông, khó trách thế lực tiên giới lại động lòng. Trần Mục ghi nhớ trong lòng, hắn có thiện cảm với thiếu nữ tóc vàng. Chớp mắt, thế giới bên ngoài đã trôi qua 3 tháng. Trần Mục vẫn ở trong hoàng kim thụ tu luyện. Trong khoảng thời gian này, cấp độ sinh mệnh của hắn đã phát sinh biến hóa to lớn. Tiên giới, nửa năm mà Lâm Vô Song nhắc, sớm đã đi qua rồi. Thế mà Tiêu Giao Minh không hề có một chút động tĩnh nào. Quang Minh Thành trải qua hơn nửa năm phát triển, đã có 600-700 vạn nhân khẩu, quy mô to lớn, bên trong thành ngựa xe như nước. Tử Vi Động Thiên, Nam Cung Gia, Vũ Văn Gia, ba phe thế lực đã đổ vào lượng lớn tài nguyên. Quang Minh Thành có được quy mô như ngày hôm nay, không thể bỏ qua công lao của bọn họ. Một nửa tài nguyên mà Thái Thanh Tiên Cung Dũng hứa hẹn cho đến tận bây giờ bọn họ vẫn không có nhìn thấy. Cao tầng của Tiêu Giao Minh lo lắng đế phủ sẽ đến gây phiền phức, nhưng mà hơn nửa năm trôi qua không có động tĩnh gì, bọn họ cũng không có buông lỏng cảnh giác. Thiên Châu, Thái Thanh Tiên Cung, cổ thuyền của đế phủ ngừng giữa không trung. Ôn Quyền Âm cung kính nói, bẩm đế tử, Tiêu Giao Minh không có để ý đến lời cảnh cáo của chúng ta. Tịnh Dân lão tổ trầm giọng nói, dù sòng đế tử, tiểu tử Trần Mục kia cực kỳ phách lối, không có thể nào đàm phán, chỉ có tấn công vào Quang Minh Thành bắt sống hắn thôi. Lâm Vô Song đứng tại đỉnh núi, đứng chắp tay cười lạnh nói, đại quân đế phủ chẳng mấy chốc sẽ đạp xuống tiền giới, hắn có thể phách lối mấy ngày chứ. Tịnh Dân lão tổ nghe vậy mừng rỡ, Trần Mục đã khinh người quá đáng, tuyệt không có thể nhẹ nhàng tha thứ cho hắn. Lâm Vô Song khoát tay nhàn nhạt nói, những chuyện này không cần các ngươi quản, lui xuống trước đi. Ôn Quyền Âm cùng Tịnh Dân lão tổ rời khỏi đỉnh núi. Lăng Tinh Nguyệt vốn đang ngồi lại đứng dậy khẽ nói, đại quân của chúng ta tới muộn hơn so với dự tính, chắc hẳn ba vị lão tổ thân ở đế cảnh càng khó giáng lâm. Lâm Vô Song ngạo mạn nói, chỉ cần có một vị lão tổ giáng lâm có thể càng quét tiên giới, thậm chí không cần bọn họ, chỉ cần đại quân tiên tộc chạy đến sử dụng chiến trận của tiên tộc cũng có thể càn quét tất cả thế lực của tiên giới. Các lão tổ phái chúng ta đến đây là muốn liên lạc với thế lực tiên giới để cho bọn họ thần phục đế phủ, nhưng mà chí tôn của tiên thành Diễn Cổ căn bản không để ý tới chúng ta. Chí tôn của Thái Sơ Tiên Cung lại còn cáo bệnh, lừa đi mất gốc tiên dược cực phẩm của chúng ta. Những thế lực khác cũng là đồng ý ngoài mặt, lực lượng mà chúng ta có thể điều động rất có hạn. Lăng Tinh Nguyệt khẽ lắc đầu. Lâm Vô Song không có để ý, lúc đại quân đế phủ giáng xuống, bọn họ tự nhiên sẽ thần phục thôi. Bọn họ là đội ngũ đi trước mà đế phủ phái ra, nhưng mà thế lực tiên giới hoàn toàn không giống như bọn họ nghĩ. Muốn liên hợp bọn họ đối phó với Tiêu Giao Minh, căn bản không có khả năng. Lâm Vô Song ngóng trong đại quân tiên tộc có thể sớm đáp xuống một chút. Chớp mắt, lại nửa năm trôi qua. Một đám chiếc thuyền màu đen lướt qua trên bầu trời. Phía trên mỗi chiến thuyền đều khắc đầy cái đường vân cổ xưa. Trên mặt còn có phù văn cự pháo, cho dù là tấn công hay là phòng ngự đều là đỉnh phong. Mỗi chiếc chiến thuyền đều có lượng lớn chân tiền, còn có tiên dương tỏa trấn.
ở phía trên ba chiếc chủ hạm to lớn còn có Chí Tôn tọa trấn. Lúc chiến thuyền của tiên tộc đáp xuống, thế lực tiên giới đang run rẩy, đây không phải là thứ bọn họ có thể chống đỡ được. Lâm Vô Song mở mắt ra, khóe miệng của hắn mang theo ý cười. Ta đợi các ngươi đã rất lâu rồi. Trưởng lão và đệ tử của Thái Thanh Tiên Cung đang run rẩy, uy áp đáng sợ khiến cho bọn họ không dám ngẩng đầu. Từng hàng cường giả của tiên tộc, thân mặc áo giáp hoành không mà đến, yếu nhất cũng là cường giả cấp bậc đại kim tiền. Chương 714, Đại quân tiên tộc. Lâm Vô Song bay giọt lên trời, hắn ta chắp tay với ba vị thống soái Chí Tôn nói: "Ba vị thúc thúc, Vô Song đang ngóng trông các người, Trần Mục căn bản không có để đế phủ vào trong mắt, chúng ta không thể gặp được hắn." Người trung niên cầm đầu, thân mặc áo giáp thanh đồng, cười to nói: "Nếu hắn đã xem thường đế phủ, đoán chừng quên mất là người nào đã từng đuổi thần tộc ra khỏi tiên giới." Hai vị trung niên Chí Tôn thân mặc áo giáp bạch ngân và thân mặc áo giáp hắc thiết đồng thời cười ra tiếng. Lộc Nhai Chí Tôn trầm giọng nói: "Xích Diêm đại đế bảo chúng ta bắt sống, việc này không có nên chậm trễ, bây giờ xuất phát đi." Lâm Vô Song nhắc nhở: "Quang Minh Thành mà Tiêu Giao Minh ở, cường giả đông đảo, có cường giả thần tộc tọa trấn, còn có cường giả dị tộc, không có thể khinh suất." Người bạch bào ngân giáp Thành Xuyên Chí Tôn gật đầu: "Xích Diêm đại đế nhắc nhở qua chúng ta, tận lực hòa đàm, thực sự không có được dùng vũ lực." Giật Dần Chí Tôn thân mặc áo giáp hắc thiết cường thế nói: "Chúng ta tiên lễ hậu binh, ta đã quan sát rồi, tiên giới không có lớn bằng trước kia. Sau khi mà chúng ta đi, bọn họ đại chiến cùng với ma thần, đã không còn huy hoàng như năm đó." Trao đổi kết thúc, Lâm Vô Song liền chỉ huy đại quân của tiên tộc tiến về Vũ Châu. Hơn 1.000 chiến thuyền đã biến mất tại hư không. Tình Dân lão tổ cũng mang một phần cường giả của Thái Thanh Thiên Cung đi tới Vũ Châu tìm Trần Mục tính sổ. Quang Minh Thành, gió thổi báo rằng giông bão sắp đến. Đại quân tiên tộc chưa có xuất hiện, cao tầng Tiêu Giao Minh cũng đã phát giác được rồi. Nam Cung Thần, thân là đại năng tiên đạo có tuổi tác lớn nhất, chỉ huy cường giả của Tiêu Giao Minh sớm leo lên tường thành hung dĩ. Bằng Thành tay cầm băng trượng, chân đạp tuyết liên, Diêm Sát dai giác quả thương dựa vào trên tường thành. Hư Ảnh tay cầm u liêm giấu trong hư không. Bọn họ không có thích phiền phức, nhưng mà dù sao cũng dễ chịu hơn so với việc bị nhốt ở Vĩnh Kiếp Luân Hồi Vực. Sở Sở và Tằng Ngưu vẫn ở tổng bộ liên minh. Kim Thiền tay cầm kim bát, kim xà bên trong toàn thân kim văn, đầu đã mọc sừng rồng, còn có tứ chi giống như thiên long. Không gian dặn dẹo, hơn 1.000 tàu chiến đồng thời xuất hiện. Sở Sở nhìn thấy chiến hạm bên ngoài thành, nàng cau mày, cảm thấy bọn họ cố ý không tốt. Tằng Ngưu trừng to con mắt: "Nhiều thuyền quá vậy, bọn họ tới đây mà làm gì?" Kim Thiền nhìn chiến thuyền, hắn ta cầm kim bát đứng dậy: "Hai người các ngươi ở chỗ này đừng có đi đâu nha." Tằng Ngưu chắp tay trước ngực, khom mình hành lễ khẽ cười nói: "Được rồi, tiểu sư phụ." Kim Thiền đạp không mà đi, hắn ta xuất hiện ở đầu thành. Nam Cung Thần gật đầu ra hiệu với hắn ta. Bởi vì sự tồn tại của đại trận tinh thần, bạch tính ở bên trong thành không hề phát giác ra đại quân đã tiếp cận ngoài thành. Lâm Vô Song thân khoác mũ giáp hoàng kim, đi tới bên ngoài Quang Minh Thành một lần nữa. Lần này hắn ta sức lực 10 phần. "Chúng ta muốn gặp mặt minh chủ của các ngươi." Nam Cung Hùng lớn tiếng nói: "Minh chủ của bọn ta đang lúc bế quan, thật là có lỗi." Lăng Tinh Nguyệt nhắc nhở: "Chỉ cần Trần Mục hợp tác với bọn ta, đế phủ sẽ bảo đảm sự an toàn của hắn." Cao tầng của Tiêu Giao Minh không hề lay động. Nam Cung Thần nhàn nhạt nói: "Là bằng hữu, chúng ta hoan nghênh, nếu như các vị đến gây phiền phức, bọn ta phụng bồi." Giật Dân Chí Tôn cường thế nói: "Đại trận này của Quang Minh Thành các ngươi là đạo đãi khách sao vậy?" Diêm Sát cười lạnh: "Chiến trận này của các ngươi cũng không có giống thực tình muốn làm khách đâu." Thành Xuyên Chí Tôn giễu cợt: "Năm đó thần tộc đã bị bọn ta đánh cho chạy trối chết, không ngờ rằng còn có dư nghiệt, đúng lúc có thể thanh trừ một thể rồi." Trong mắt của Bằng Thành và Diêm Sát ẩn chứa hàn ý, song phương dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng.
Lộc Nhai Chí Tôn tay cầm tiên mâu thanh đồng, vẻ mặt lạnh nhạt nói: ta cho các ngươi thời gian một nén hương, chỉ cần Trần Mục đi theo chúng ta, lập tức buông tha cho các ngươi. Vẻ mặt của cao tầng Tiêu Giao Minh ngưng trọng, họ biết Trần Mục không có ở Quang Minh Thành. Đại quân tiên tộc, khí thế hào hùng, dù cho có đại trận tinh thần cũng không có chống đỡ được bao lâu. Sương Mãn Thiên bí mật truyền âm: làm sao bây giờ, Trần Mục tiểu hữu đã biến mất rất lâu rồi. Nam Cung Thần nghiêm túc nói: Trần Mục tiểu hữu không có ở đây, trấn thủ liên minh là trách nhiệm của chúng ta. Bên ngoài Quang Minh Thành, đại quân tiên tộc giáng xuống, toàn bộ thế lực tiên giới Vũ Châu đều bị kinh động, thậm chí còn có những cường giả tiên giới ở châu khác dây xem. Tịnh Dân lão tổ ám chỉ nói: dù sông đế tử, Tiêu Giao Minh là nguy hiếp của đế phủ, lão thân đề nghị vẫn là nhân cơ hội này diệt trừ mới tốt. Lâm Vô Song không có để Tiêu Giao Minh vào mắt, mục tiêu của bọn họ là Trần Mục. Xem ra đám người này là muốn rước họa diệt thân rồi. Bày trận. Một tiếng quát nhẹ, mấy dạng cường giả tiên tộc bay lên không trung. Bọn họ sắp xếp chỉnh tề, khí tức hợp nhất. Trên người thả ra tiên lực đã kết hợp, hội tụ thành một sức mạnh kinh khủng. Cho dù là Chí Tôn cũng không có dám đối đầu. Tiên văn phía trên chiến thuyền nhảy lên, hơn 1.000 phù văn cự pháo chính thức bổ sung năng lượng. Trong mắt của Lâm Vô Song mang theo một sự khinh miệt. Nhân gian Hoàng Châu, Trần Mục ở trong Hoàng Kim Thụ cảm ứng được nguy cơ của tiên giới. Nếu như hắn trốn ở chỗ này tu luyện, đế phủ căn bản không có cách nào mà bắt được hắn. Thiếu nữ tóc vàng xuất hiện trong thức hải của Trần Mục, thân ảnh của nàng ta có phần mờ nhạt. Nếu như ngươi muốn trở về tiên giới, rời xa chỗ này, hiểu chưa? Trần Mục khẽ gật đầu, hắn dịch chuyển rời khỏi Hoàng Kim Thụ, kim quang toàn thân dần dần thu lại. Quang Minh Thành có ý nghĩa khác thường đối với Trần Mục, nơi đó không chỉ có bằng hữu của hắn, còn là niềm hy vọng của hắn, có thể giúp đỡ cho thê tử phục tiên. Những tiếng ầm ầm vang lên, bầu trời đã bị xé rách, Trần Mục từ nhân gian bước vào tiên giới. Chương 715, Đại quân tiên tộc. Các cường giả tiên tộc ngẩng đầu nhìn Trần Mục ở chỗ cao, trong mắt ẩn chứa kinh ngạc. Cao tầng của Tiêu Giao Minh nhìn thấy Trần Mục, trong mắt mang theo vẻ vui sướng. Trần Mục ở trên cao nhìn xuống, sau khi mà hấp thu căn nguyên vật chất, sức mạnh của hắn đã phát triển biến chất, đã vượt xa tiên dương, toàn thân tản ra bá đạo bắt ngang đất trời. Đó là uy áp mà cường giả Chí Tôn mới có. Nam Cung Thần nhãn lực tốt nhất, ông ta kinh ngạc nói: nửa năm không gặp, tiểu hữu vậy mà lại đặt chân vào Chí Tôn cảnh, thiên phú quả nhiên ngạo mãn cổ kim rồi. Sương Mãn Thiên cùng Vũ Văn Khâm nghe thế cũng vui mừng, với tốc độ tu hành của Trần Mục, tương lai nhất định có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Trong mắt của bọn họ mang theo ý cười. Vẻ mặt của Tịnh Dân lão tổ hoảng sợ nói: dù sông đế tử kia chính là Trần Mục. Trần Mục từ trên cao nhìn xuống, khiến cho cường giả tiên tộc rất là khó chịu. Nam Cung tiền bối, xin hỏi Thái Thanh Tiên Cung đã giao tài nguyên cho chúng ta chưa? Bẩm minh chủ, vẫn chưa. Nghe vậy, Trần Mục nhìn Tịnh Dân lão tổ cười giễu cợt nói: ngươi là đến đưa tài nguyên của Thái Thanh Tiên Cung cần 1.000 chiến thuyền đưa đến sao? Lâm Vô Song dậm chân tiến lên, trên thân phóng thích ra uy áp Chí Tôn. Hắn ta là cường giả Chí Tôn trẻ tuổi nhất của tiên tộc, được lão tổ tiên tộc phong làm đế tử, bởi vì hắn ta có khả năng trở thành đại đế. Ngươi chính là Trần Mục sao? Là ta. Trần Mục mặc bạch y mà thê tử phục tiên lạc cho, phong thần tuấn lãng, tiên phong đạo cốt, có phần xuất trận. Hắn đứng trước Quang Minh Thành, tầng cao của Tiêu Gia Minh đều cảm thấy an tâm. Cái loại cảm giác này làm cho bọn họ rất thoải mái. Trên mặt của Lăng Tinh Nguyệt nở nụ cười. Trần Mục đạo hữu, chúng ta không quá ý, chỉ là muốn nói chuyện với đạo hữu thôi. Nếu như thuận tiện, mời đi một chuyến với chúng ta. Trần Mục cười nhạt một tiếng. Nếu như ta không tiện, có phải là các ngươi muốn động thủ không? Lâm Vô Song nhếch miệng lên, sự ngạo mạn trong mắt lộ rõ. Ngươi không có lựa chọn, đi theo chúng ta đừng có lãng phí thời gian của mọi người. Trần Mục đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm Vô Song, Chí Tôn tiên tộc nhào nhào nhíu mày. Cẩn thận!
nhưng mà lời nhắc nhở của bọn họ hơi trễ rồi, tay của Trần Mục chạm vào đầu vai của Lâm Vô Song, mũ giáp hoàng kim quán ta trực tiếp đã bị bóp nát. Cả người bị xem như là bao cát mà ném ra, tiếng xé gió vang lên, nơi xa có chiến thuyền nổ tung. Ngươi, làm càn! Cường giả tiên tộc không ngờ rằng Trần Mục sẽ ra tay. Diêm Sát và Băng Thành theo sát phía sau, hư ảnh từ hư không giết ra. Ba vị thống soái chí tôn tiên tộc đều đã bị quấn chân. Nam Cung Thần, chỉ huy cao tầng của Tiêu Gia Minh giết ra ngoài. Sau lưng Lăng Tinh Nguyệt, có bốn vị lão bố chí tôn đứng ra. Bọn họ không bằng ba vị thống soái chí tôn, nhưng mà dù sao cũng là cường giả chí tôn. Rất nhanh, ngoài thành đã biến thành hỗn chiến. May mà Ngu Tử Nguyên nhận được tin tức, sớm sơ tán bách tính trong vòng 1.000 dặm. Về số lượng cường giả cấp bậc chí tôn, rõ ràng cường giả tiên tộc chiếm ưu thế. Nam Cung Thần có thể giam chân một vị, Kim Thiền có thể ghiềm chân hai vị, những cao tầng còn lại của Tiêu Giao Minh miễn cưỡng có thể giữ được một vị. Lăng Tinh Nguyệt và Lâm Vô Song đều là chí tôn, nơi xa còn có cường giả tiên tộc bày trận, bọn họ còn đáng sợ hơn cường giả chí tôn, đặc biệt là cự pháo ở trên tiên thuyền ngắm chuẩn vào Quang Minh Thành, lúc nào cũng có thể phát động tấn công. Lâm Vô Song bay ra từ trong ngọn lửa nổ tung, trong mắt hắn ẩn chứa sự tức giận. Thân là đệ tử, chưa từng có một ngày chật vật như thế. Hợp trận chi lực, Lâm Vô Song hét lớn, chỉ thấy mấy dạng cường giả tiên tộc chuyển dẫn sức mạnh cho Lâm Vô Song. Thương thế trên người của hắn ta bắt đầu khép lại, sức mạnh trong cơ thể bắt đầu tăng dọt lên. Đó là sức mạnh làm cho chí tôn cũng phải e ngại, cũng là chỗ cường đại trong chiến trận. Vẻ mặt của Trần Mục thông dong, sức mạnh của hắn bây giờ không phải là chí tôn tầm thường có thể so sánh. Tay phải nắm chặt khóa kiếm thời gian, sau lưng xuất hiện lôi đình ngân dực. Bên ngoài Quang Minh Thành, đại chiến đã nổ ra, cường giả chí tôn xông vào tinh không. Chiến trường ngoài thành chủ yếu là đại quân tiên tộc, một mình Trần Mục nghênh chiến với Lâm Vô Song. Tinh Lăng Nguyệt lùi lại đến bên trên chiến thuyền phụ trách chỉ huy. Nàng ta không ngờ rằng Trần Mục sẽ động thủ, đối mặt với đại quân tiên tộc lại còn dám chủ động xuất kích. Sau lưng của Trần Mục, lôi đình ngân dực hơi chấn động, Trần Mục xuất hiện bên cạnh Lâm Vô Song, khóa kiếm thời gian nâng lên, thời gian chung quanh trở nên chậm chạp. Bên trên mũ giáp hoàng kim của Lâm Vô Song hiện ra phù văn cổ xưa, có thể tránh được sự quấy nhiễu của sức mạnh thời gian. Hắn ta dung cự kiếm hoàng kim. Đùng một tiếng, khóa kiếm thời gian va chạm với cự kiếm hoàng kim. Sóng xung kích khiến cho không gian vỡ nát. Đó đã không còn là gợn sóng không gian mà là sóng biển. Đất đai xung quanh giống như sóng biển đang dập dờn, ngay cả đến đại trận tinh thần che chở Quang Minh Thành cũng đang rung nhẹ. Đối mặt với Lâm Vô Song có chiến trận trợ lực, Trần Mục không một chút sức mẻ, hai thanh kiếm giằng co nhau giữa không trung. Lâm Vô Song cười lạnh nói, thú vị, vậy để cho ngươi nếm thử lợi hại của chiến trận. Trận linh, mấy dạng cường giả của tiên tộc đồng thời kết ấn, sau đó tiên lực ngưng tụ thành hình sau lưng của Lâm Vô Song, mày trắng vỡ nát, thân ảnh hoàng kim cao lớn giáng xuống. Đạo thân ảnh kia mặc dù chỉ cao có mấy trăm trượng, nhưng mà mang theo uy áp kinh khủng hơn cả chí tôn bình thường. Lâm Vô Song thừa cơ khống chế hoàng kim cự nhân, chiến trận đã ngưng tụ ra hoàng kim cự nhân. Trần Mục thấy thế, trong mắt không gợn sóng, hắn thôi động sức mạnh dị diện trong cơ thể đẩy lùi Lâm Vô Song. Lâm Vô Song thừa cơ khống chế hoàng kim cự nhân, hắn ta và hoàng kim cự nhân hòa vào nhau, sau đó nắm quyền đập tới vị trí của Trần Mục. Chương 716, Đại Hoạch Toàn Thắng. Nếu như Trần Mục tránh, đại trận tinh thần sau lưng sẽ bị công kích. Hắn phóng thích năng lượng trong cơ thể, sau lưng có thân ảnh mơ hồ như ẩn như hiện, dường như không có thuộc về hiện tại. Đạo thân ảnh mơ hồ kia dung quyền nghênh kích. Đây là pháp tướng của Trần Mục, trong đó ẩn chứa sức mạnh dị diện, nắm giữ lực lượng cường đại. Đùng một tiếng, lúc va chạm, chiến trận đang rung rẩy, hoàng kim cự nhân đã bị đánh lui. Lâm Vô Song kinh ngạc nhìn cái đạo thân ảnh kia, trong mắt của hắn ta ẩn chứa vẻ không dám tin. Chiến trận tiên tộc vậy mà lại vô hiệu trước mặt của Trần Mục. Trong mắt Lăng Tinh Nguyệt mang theo sự kinh hãi, nàng ta đã điều tra Trần Mục, tu
tu hành không có hơn 100 năm, vậy mà lại có sức mạnh cường đại như thế. Lâm Vô Song tu hành 9000 năm, thân thể chí tôn trẻ tuổi nhất của tiên tộc, lại kém xa Trần Mục. Nếu như không có chiến trận, đã thua rồi. Chẳng lẽ hắn là thiên mệnh sở quy? Lăng Tinh Nguyệt đoán được nguyên nhân đế phủ trở về, đại khái là bởi vì Trần Mục, trên người hắn ắt hẳn ẩn giấu bí mật của trời. Toàn lực ứng phó cho ta! Lâm Vô Song giận dữ hét lên, phương xa toàn bộ đại quân của tiên tộc phóng thích tiên lực toàn thân. Hoàng Kim cự nhân trở nên mạnh hơn, thậm chí tay cầm kiếm Hoàng Kim trăm trượng. Hoàng Kim cự nhân dùng kiếm chém về phía Trần Mục, mà thân ảnh mơ hồ phía sau hắn cũng đứng dậy. Thân ảnh mơ hồ to lớn nhịp bước thông dong, chậm rãi giơ cánh tay lên, dễn dẹn dùng hai ngón tay đã kẹp lấy cự kiếm Hoàng Kim. Trần Mục thông qua sức mạnh của dị diện ngưng tụ ra pháp tướng mơ hồ. Đạo pháp tướng này mang theo sức mạnh vô thượng, chứa đựng các loại sức mạnh quy tắc. Cự kiếm Hoàng Kim đã bị hắn bóp nát. Ngay sau đó, đạo thân ảnh mơ hồ kia thuận thế dung ra kiếm chỉ. Kiếm quang vô hình quanh không xuất thế. Hoàng Kim cự nhân cách đó không xa đã bị kiếm quang chém trúng. Lâm Vô Song ở trong đó đã bị chặn ngang chém đứt. Tình cảnh này khiến cho Lăng Tinh Nguyệt ở chiến thuyền cực kỳ khiếp sợ. Ngay cả chí tôn đại chiến trong tinh không cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Khí thế của tiên tộc giảm lớn. Lâm Vô Song đã bị chặn ngang chém đứt. Thân thể của hắn ta không có chảy máu, nhưng mà lại không cách nào mà khép lại được. Sử dụng quyết tế thuật. Gân xanh trên trán Lâm Vô Song nổi lên. Tất cả cường giả tiên tộc phía sau đều dùng lưỡi kiếm cắt tài, tiên quyết giọt về phía Hoàng Kim cự nhân đã đứt gãy. Trong nháy mắt, vết thương của Hoàng Kim cự nhân lập tức khép lại, thậm chí biến thành sinh linh quyết sắc, giống như sống lại, toàn thân tản ra uy áp mạnh mẽ. Các cường giả tiên tộc tiêu hao căn nguyên sinh mệnh để mà sử dụng quyết tế thuật. Mấy dạng cường giả đồng thời sử dụng là thủ đoạn cường đại mà ngay cả cường giả đế cảnh cũng phải kiêng dè. Trải qua quan sát, Lăng Tinh Nguyệt có thể nhìn ra Trần Mục muốn bảo vệ Quang Minh Thành, chỉ cần tấn công Quang Minh Thành nhất định có thể phân tán sự chú ý quán. Hơn 1000 phù văn cự pháo đồng thời tấn công. Trần Mục nhấc tay trái lên, sau đó 5 ngón tay mở ra. Bên ngoài Quang Minh Thành xuất hiện vô số cánh cửa không gian. Cột sáng năng lượng rơi vào trong cánh cửa không gian, sau đó đi ra từ trong những cánh cửa không gian khác. Cột sáng năng lượng chi chít phóng tới phương hướng của chiến thuyền. Lăng Tinh Nguyệt khiếp sợ, mở phòng ngự ra. Ngàn chiến thuyền đồng thời mở ra cái tấm chắn bảo vệ năng lượng, tạo thành một tấm bảo vệ màu vàng to lớn. Phù văn cự pháo của bọn họ phân tán công kích, nhưng mà Trần Mục điều chỉnh phương vị của cánh cửa không gian, vừa dặn tập trung tất cả năng lượng lại ở cùng một chỗ. Một tiếng nổ vang, tấm sáng bảo vệ năng lượng màu vàng đã bị phá nát. Cột sáng năng lượng nghiền nát một phần lớn chiến thuyền. Sau đó nổ tung dẫn đến nhiều chiến thuyền đã bị hao tổn. Số lượng chiến thuyền của tiên tộc vừa nã pháo liền nhanh chóng giảm hơn phân nửa. Vẻ mặt của Lăng Tinh Nguyệt căng thẳng. Trần Mục lại có thể thay đổi hướng tấn công. Loại cấp bậc sức mạnh này, cường giả chí tôn rất khó nghịch chuyển, hắn có thể dễ dàng làm được. Đúng là quái vật. Tạm thời ngừng tấn công. Lăng Tinh Nguyệt càng lúc càng lo lắng. Sự cường đại của Trần Mục khiến cho nàng ta sợ hãi, đặc biệt là Tịnh Vân lão tổ. Sau khi mà khai chiến, bà ta núp ở phía xa, đứng bên ngoài quan sát. Thế lực tiên giới xung quanh cũng xem đại trận chiến này. Thậm chí ngay cả Triệu Thiên Nguyên cũng đứng xem ở phía xa. Bọn họ nhìn thấy sự cường đại của Tiêu Giao Minh đối kháng chính diện với đại quân tiên tộc của đế phủ. Lực chú ý của cường giả lão bối trên thân Trần Mục đã nhìn không thấu thực lực của hắn. Lâm Vô Song thông qua quyết tế thuật sức mạnh tăng dọt một lần nữa. Hắn ta dung quyền đánh về phía pháp tướng của Trần Mục. Đạo thân ảnh kia cũng cơ hồ siết chặt quả đấm, quyền quang chói mắt nở rộ, giống như đến từ dòng sông thời gian chiếu rọi cổ kim. Lúc mà hai đạo thân ảnh va chạm, không gian ngàn trượng xung quanh nháy mắt đã sụp đổ. Lâm Vô Song khống chế cự nhân quyết sắc chém giết với thân ảnh mơ hồ. Cơ thể của Trần Mục dịch chuyển đến tinh không. Cao tầng của Tiêu Giao Minh liên thủ đối kháng với chí tôn tiên tộc, có phần quá sức.
nhưng mà Trần Mục tay cầm xích long thần mâu xông vào chiến trường. Bây giờ hắn giơ tay nhấc chân mang theo một sức mạnh vô thượng, chí tôn tiên tộc cao tuổi thấy thế hoàn toàn đã mất đi chỉ nghĩ. Tiếng sấm nổ vang, xích long thần mâu phá không mà ra, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của chí tôn cao tuổi. Không gian quanh người của ông ta vặn vẹo, rất nhanh đã bị hư không thôn phệ. Nếu như mà cường giả chí tôn chết ở hư không, ảnh hưởng đối với tiền giới cực kỳ bé nhỏ. Kế tiếp, Trần Mục trợ giúp cho Nam Cung Thần. Sức mạnh của Nam Cung tiền bối là cấp bậc chí tôn, nhưng mà thần hồn suy yếu, ông ta đang dùng sinh mệnh để mà chiến đấu. Trần Mục nhảy mắt xuất hiện bên cạnh Nam Cung Thần. Hắn còn chưa có xuất thủ, vị lão chí tôn kia đã chạy trốn chết. Hai vị chí tôn giao đấu với Kim Thiền cũng không có thể chiếm được lợi, bọn họ thấy thế đã lựa chọn rút lui. Chương 717 Đại Hoạch Toàn Thắng. Mặc dù đám ba vị thống soái Lộc Nhai chí tôn rất mạnh, nhưng mà đám ba vị đại thần Diêm Sát cũng không hề yếu. Nhưng mà khí thế của tiên tộc bị đánh đổ, có chí tôn rút lui, bọn họ bị ép lùi lại. Sáu vị chí tôn đi vào trong chiến trận. Thành Xuyên chí tôn trầm giọng nói, chúng ta giúp đỡ vô sông, tăng cường chiến trận. Sáu vị cường giả chí tôn đồng thời xuất thủ, tiên lực đang xen. Cự nhân quyết sắc mà Lâm Vô Song khống chế đã nổ tung ở hư không, thân ảnh mơ hồ đều đang tháo chạy. Trần Mục ở bên ngoài Quang Minh Thành, hắn nhìn chiến trận đối diện vừa cười vừa nói, các vị xin cho ta mượn sức mạnh của các người. Thành viên của Tiêu Giao Minh nghe được âm thanh của Trần Mục đều nguyện ý cho hắn mượn sức mạnh. Trong Quang Minh Thành, dù số lưu quang giọt về phía Trần Mục, trong tinh không trên người Kim Thiền có Phật quang giọt ra. Sức mạnh trên người của đám đại thần Diêm Sát dũng mãnh lao về hướng Trần Mục. Chiến trận chuyển dẫn sức mạnh sẽ có tiêu hao, Trần Mục lại có thể ngưng tụ sức mạnh mà mọi người cho không một chút tổn thất. Đây là bản thân cấp của Hạo Nhiên Kiếm Ý. Đại ca ca, cố lên! Lúc Sở Sở cầu nguyện, sức mạnh trong cơ thể của nàng ta cũng truyền tống cho Trần Mục. Đạo thân ảnh mơ hồ kia dần dần rõ ràng, phản phất như muốn ra khỏi cái dòng sông thời gian. Bạch quang chói mắt chiếu sáng hư không, Trần Mục ngưng tụ sức mạnh của mọi người. Để pháp tướng dung quyền phản kích, trực tiếp đập trúng khuôn mặt của cự nhân quyết sắc. Người sau sụp đổ ngay tại chỗ. Ngay cả Lâm Vô Song cũng chật vật bay ra khỏi hư không, sau cùng túm lấy bản tôn của Trần Mục. Lâm Vô Song chỉ còn lại nửa thân trên, hắn ta thân là đệ tử tiên tộc, cuối cùng rơi vào trong tay của Trần Mục. Chung quanh lặng ngắt như tờ, Tiêu Giao Minh hô hay đầu tiên. Thời điểm cự nhân quyết sắc đã bị đánh nổ, chiến trận đã bị phá, vô số cường giả tiên tộc đã bị phản phệ. Trên trời phản phất như đang rơi sủi cảo xuống, cho dù là cường giả chí tôn đang ho ra máu, Quang Minh Thành như là luyện ngục. Đám chí tôn tiên tộc đưa mắt nhìn nhau, cho dù có đánh tiếp, phần thắng của bọn họ cũng không lớn. Trần Mục quá là cường thế. Lộc Nhai chí tôn lạnh giọng nói, thả Vô Song ra trước, chuyện khác dễ thương lượng. Trần Mục cường thế nói, các người không có đủ tư cách nói điều kiện với ta, hoặc là cút đi, hoặc là tiếp tục đánh. Vẻ mặt của Lộc Nhai chí tôn khó chịu, ngay cả chiến trận cũng đã vô dụng rồi, bọn họ tiếp tục đánh, nhiều lắm là lưỡng bại câu thương. Trần Mục, đế phủ trở về, nếu như người chấp mê bất ngộ, đợi cho lão tổ giáng lâm, ngươi sẽ phải hối hận. Trần Mục giao Lâm Vô Song cho Diêm Sát, vẻ mặt bình tĩnh nói, ta ở chỗ này chờ bọn họ. Đại quân tiên tộc, tổn thất nặng nề chỉ có thể rút lui. Trần Mục nhìn như là thần võ, nhưng mà cũng đã tiêu hao khá lớn. Nếu như chiến tiếp, nhất định lưỡng bại câu thương. Thành công đánh lui tiên tộc, thành viên của Tiêu Giao Minh trên tường thành nhảy cẩn hoàng hô. Lâm Vô Song đã hôn mê, Trần Mục biết trong cơ thể của hắn ta còn có ách chủ bài bảo mệnh. Nếu như kích động, sợ rằng sẽ khó giải quyết. May mà Lâm Vô Song chỉ là trọng thương, không có kích động ách chủ bài bảo mệnh trong cơ thể. Trần Mục phong ấn tiên lực quán ta, sau đó để cho Diêm Sát đích thân giam giữ trong coi. Thế lực tiên giới, nhìn thấy thực lực của Trần Mục, thế lực tiên giới vốn có thành kiến đối với Tiêu Giao Minh đều nảy sinh thiện cảm. Đối với bọn họ mà nói, đế phủ cao cao tại thượng, phong cách hành sự khiến cho bọn họ rất khó chịu. Lão tổ của Xích Thành Động Thiên cảm khái nói,
có lẽ chúng ta thật sự đã bỏ lỡ cơ hội ôm đùi rồi. Triệu Thiên Nguyên không nhìn được tán thưởng, trẻ tuổi như vậy đã trở thành chí tôn, dễ dàng càng quét cường giả tiên tộc, tư thái vô địch như thế, tương lai đáng trông chờ. Trần Mục thu liễm khí tức, nói với Băng Thành, ngươi phụ trách khôi phục lại sinh cơ ngoài thành. Tuân mệnh. Ngoài thành đã bị phá hoại nghiêm trọng, muốn khôi phục tự nhiên có thể phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà nếu đại thần ra tay, rất nhanh có thể khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Bọn người của Trần Mục trở lại đại sảnh trong Quang Minh Thành. Nam Cung Thần cười chắp tay nói, chúc mừng tiểu hữu, trong khoảng thời gian rời đi đã mạnh lên rất nhiều. Trần Mục mỉm cười gật đầu. Hắn hiểu được đây là nguyên nhân do sức mạnh của dị diện. Lúc mà hắn đang chiến đấu có thể kết nối với thiên địa, phóng ra sức mạnh to lớn quỷ thiên diệt địa. Tại thời điểm bọn họ đang thương lượng, bên ngoài xuất hiện âm thanh huyên náo. Đám người của Trần Mục đến bên trong đình diện, bầu trời vốn dĩ trong xanh trở nên tối tăm. Tinh không đột nhiên xuất hiện cánh trăng màu đen. Mọi người cảm thấy hiếu kỳ, vẻ mặt của Trần Mục ngưng tụ. Vừa đánh lui đại quân tiên tộc, không có nghĩ tới đế phủ đã đến rồi. Đó là chiến thuyền khổng lồ có thể so với ngôi sao, dài không biết mấy ngàn vạn dặm, lấp đất che trời, khiến cho bầu trời trở nên tăm tối. Trần Mục trầm giọng nói, đó chẳng qua là thị uy, cương giả đế cảnh vẫn không có thể giáng xuống được. Ở bên trên chiến thuyền tinh thần, có ba đạo thân ảnh to lớn nhìn chằm chằm tiên giới. Cường giả tiên giới đều sợ hãi, vẻ mặt của Trần Mục ngưng trọng. Cho dù là ba vị cường giả đế cảnh để mắt tới, ánh mắt của hắn vẫn kiên định như cũ. Bên ngoài Quang Minh Thành, Lăng Tinh Nguyệt thỉnh cầu gặp mặt. Trần Mục nhận được tin tức cũng không có từ chối. Lăng Tinh Nguyệt đi đến bên hồ Thạch Đình nơi tiếp đại khách. Lăng Tinh Nguyệt thân mặc váy lục như là duyên dáng yêu kiều giống như sen xanh. Nàng ta hơi khom người nói, đạo hữu, thái độ của đế phủ là không tốt, nhưng mà ta không có ác ý. Chương 718, Đại Hoạch Toàn Thắng. Trần Mục nhàn nhạt nói, ta muốn ngươi nhắn một lời cho đế phủ, đừng nên quay lại, nơi này không có thuộc về các ngươi, từ đâu tới quay về nơi đó. Bọn ta không có quay về được, cần sự giúp đỡ của đạo hữu, chỉ cần ngươi chịu trợ giúp cho bọn ta, đế phủ tuyệt đối không có bạc đãi ngươi. Về sau sẽ phù trợ ngươi trở thành chúa tể tiên giới. Trên mặt của Lăng Tinh Nguyệt nở nụ cười. Trần Mục khịt mũi coi thường, tự thân cường đại mới là cường đại thật sự. Ta sẽ không có hợp tác với đế phủ, chủ sâu trong tinh không càng cần các ngươi hơn. Lăng Tinh Nguyệt hơi nhíu mày, nàng ta mỉm cưỡng cười nói, đạo hữu, còn xin ngài buông tha cho Lâm Vô Song, đại quân tiên tộc bọn ta đã rút lui đến Thiên Châu. Trần Mục nhàn nhạt nói, cuồng vọng là cần phải trả giá, nếu như đế phủ đáp ứng lui khỏi thiên giới, ta ngược lại có thể cam đoan hắn ta còn sống mà rời đi. Cho dù là hắn, cũng là quân cờ mà đế phủ có thể bỏ qua. Xem ra, chỉ khi lão tổ đế phủ giáng lâm, đạo hữu mới thay đổi chủ ý sao? Lăng Tinh Nguyệt không mình hành lễ với Trần Mục. Đa tạ đạo hữu tiếp kiến, chúng ta sẽ còn gặp lại. Trần Mục tiễn Lăng Tinh Nguyệt đi. Có thể xác định là chí cường giả đế phủ vẫn không cách nào mà đáp xuống được. Bằng không thì người tới cũng không thể là Lăng Tinh Nguyệt. Lần thứ nhất thu được toàn thắng, bầu không khí bên trong của Quang Minh Thành không có vui sướng bao nhiêu. Hắc Nguyệt gần như hư không, ép cho cường giả Tiêu Giao Minh khó có thể thở được. Trần Mục vội vàng trở về, sau đó vội vàng rời đi. Hắn quay trở về nhân gian, thậm chí không có thời gian về thăm nhà. Đi thẳng tới trung bộ Quang Châu. Chỉ có căn nguyên vật chất ở bên trong Hoàng Kim Thụ có thể giúp cho hắn trở nên mạnh hơn trong một thời gian ngắn. Trần Mục điên cuồng hấp thu căn nguyên vật chất. Thiếu nữ tóc vàng xuất hiện trong thức hải của hắn. Chỉ hấp thu căn nguyên vật chất không thì cũng cần phải thời gian dài đăng đẳng mới có thể mạnh lên được. Thiếu nữ tóc vàng đứng trên ngôi sao trong thức hải. Ngôi sao dưới chân của nàng ta giống như bóng cao su. Đôi mắt của nàng ta trong trẻo sáng ngời. Ngươi có biện pháp gì? Trần Mục nhìn về thiếu nữ tóc vàng trong thức hải. Thiếu nữ tóc vàng ngẩn qua, dáng vẻ có một chút ngạo kiều, cao ngạo nói. Đương nhiên, ta có thể ngưng tụ ra tâm của dị diện, chỉ cần thôn phệ nó,
liền có thể kích hoạt mảnh vỡ của thiên đạo, ngươi lập tức có thể trở thành bán đế. Bán đế hả? Nắm giữ sức mạnh của đại đế, tầng cảnh nhục thân và nguyên thần không có hoàn toàn lột xác đến đế cảnh chính là bán đế. Xem ra sự cường đại của Chí Cao Thần, nhưng mà vẫn rất có cơ hội đối phó với đại đế kéo dài hơi tàn. Thiếu nữ tóc vàng nói có cơ hội, Trần Mục hiểu rõ đây là cơ hội duy nhất của hắn. Sau khi mà ngươi hấp thu tâm của dị diện, ý chí của ta sẽ hoàn toàn biến mất. Căn nguyên vật chất còn lại bên trong Hoàng Kim Thụ, cho dù không có thể giúp cho ngươi đạt đến tuyệt đỉnh, thì cũng đủ để cho ngươi đột phá đến đế cảnh. Trần Mục có một chút sửng sốt. Thiếu nữ tóc vàng muốn hy sinh chính mình, hắn không biết phải làm sao. Thiếu nữ tóc vàng không có buồn bã, nàng ta ngồi phía trên ngôi sao đang phát sáng, đôi mắt ngậm ý cười. Chúng ta có duyên, ta sẽ biến mất, nhưng mà duyên phận sẽ không. Trần Mục đang suy nghĩ những lời nói này, vậy mà thiếu nữ tóc vàng hóa thành lưu hoàng biến mất. Trái tim kim sắc ở bên trong Hoàng Kim Thụ ngưng tụ mà thành. Trái tim kim sắc còn đang đập, Trần Mục đưa tay chạm vào, cả cánh tay đều đã biến thành kim sắc, thân thể của hắn cũng chấn động theo. Trần Mục dường như đang nắm chặt tương lai. Hắc Nguyệt treo ở trên tinh không, đó là một chiến thuyền to lớn hơn cả ngôi sao. Bên trên có dãy núi trùng điệp, có dòng sông và hồ nước đếm không hết, còn có hàng tỷ sinh linh, vật chất tiên giới nồng đậm. Lộc Nhai Chí Tôn đi đến bên ngoài cấm địa của đế phủ, ông ta nửa quỳ trước ba ngọn núi lớn nói: xuất sư không tốt, Du Sông đã bị bắt, xin các lão tổ trách phạt. Tiền giới có cổ sức mạnh quen thuộc kia, xem ra sức mạnh dị diện đã bị phát hiện rồi. Bên trong ngọn núi đỏ sẫm truyền ra cái giọng nói uy nghiêm. Ngọn núi màu xanh cao nhất khẽ chấn động. Đây là chuyện tốt, nghĩ cách sớm giáng xuống đi. Cấm chế tiền giới, hạn chế cường giả đế cảnh trở về. Lộc Nhai Chí Tôn cũng ngóng trông các lão tổ giáng xuống. Ở trước mặt của đại đế, chúng sinh tiên giới cũng chỉ là cỏ rác. Xích đế, ta và thanh đế có thể dùng bí pháp trợ giúp người sớm giáng xuống tiên giới. Bên trong ngọn núi bao trùm tuyết trắng sát vách, truyền ra một giọng nói lạnh lùng. Đỉnh núi đỏ thẫm, có mặt trời đỏ nhô lên. Lão giả áo bào đỏ ngồi bên trong mở mắt ra, hai con mắt giống như hai dần mặt trời. Trên trán của Lộc Nhai Chí Tôn đâm đìa mồ hôi, trước mặt của cường giả đế cảnh, Chí Tôn chỉ là con kiến hôi. Sau đó, Bạch Đế và Thanh Đế xuất hiện, Tam Đế hoành không, cả thế giới kinh sợ. Ở phía sau lưng cường giả lão bối của tiên giới đều phát lạnh, nhào nhào nhìn chầm chầm lên tinh không. Bạch Đế và Thanh Đế liên thủ phóng ra đế quang, cấm chế trên không trung của tu tiên giới đang chấn động. Mặc dù đại đế không có cách nào mà tùy tiện mở ra được, mở thông đạo không gian ra cần thời gian. Lộc Nhai, ngươi trở về tiên giới chuẩn bị trước. Đã rõ. Lộc Nhai Chí Tùng đứng dậy rời đi. Song đế liên thủ, toàn bộ tiên giới đang khẽ rung động. Nét mặt của cường giả tiên giới ngưng trọng. Bọn họ hiểu rõ Tiêu Dao Minh và đế phủ vẫn còn đại chiến. Xích đế đang điều chỉnh trạng thái, muốn xuyên qua cấm chế. Ông ta còn cần phải đè thấp cảnh giới của bản thân mình. Vũ Châu, Quang Minh Thành. Nam Cung Thần nhìn tinh không. Ông ta biết sự cường đại của đế phủ. Trần Mục trong khoảng thời gian ngắn trở thành chí tôn, mang cho ông ta sự vui mừng. Nhưng mà muốn chống chọi với các cường giả đế cảnh thì còn lâu mới đủ. Nhưng mà thời gian dành cho hắn rất có hạn. Vẻ mặt của cao tầng Tiêu Dao Minh đều căng cứng. Đám người Ngu Tử Nguyên còn đang làm việc tuần tự. Đại chiến đoạn thời gian trước làm cho bách tính ngoài thành rất sợ hãi. Rất nhiều bách tính chạy nạn tràn vào trong Quang Minh Thành. Chương 719 Bản Đế. Kim Thiền dẫn Sở Sở cùng Tần Ngưu đưa cháo cho nạn nhân. Quang Minh Thành đủ lớn, có thể chứa được bọn họ. Thực vật trong thành đầy đủ, dân chúng không cần lo cơm áo. Diêm Sát nhìn chằm chằm tinh không, trầm giọng nói: chúng ta không phải là đối thủ của cường giả đế cảnh tiên tộc rồi. Băng Thành nhìn về phía Kim Thiền. Cái tên đầu hói kia còn khá lợi hại đấy, không biết có thể chống đỡ được hay không. Diêm Sát lắc đầu cười khẽ. Đầu hói vẫn còn quá trẻ, không có nắm giữ đại thừa Phật Pháp. Cùng lắm đỡ được mấy chiêu của cường giả đế cảnh thôi.
Vậy thì ma đồng thì sao? Ma đồng kiếp trước đương nhiên không có sợ đại đế, nhưng mà nàng ta chuyển thế trùng sinh còn chưa có thức tỉnh. Cho dù bây giờ hoàn toàn thức tỉnh cũng rất khó chống lại được cường giả đế cảnh. Đôi mắt đẹp của Băng Thanh ngưng tụ. Cái tên ngốc kia phá hư thần chuyển thế có cơ hội thắng hay không? Diêm Sát tiếp tục lắc đầu khẽ thở dài. Mặc dù hắn ta là chí cao thần chuyển thế, nhưng mà kém xa đỉnh phong kiếp trước. Cần vật chất nguyên sơ thì mới có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Bọn họ liên thủ có thể kéo dài được một lát. Đôi mắt đẹp của Băng Thanh ngưng lại trầm giọng nói. Nói như vậy chúng ta không có chút phần thắng nào sao? Diêm Sát im lặng rất lâu, sau đó cười nói. Trần Mục chắc chắn là có át chủ bài. Hắn có chiêu Yêu Phiên và Trấn Thiên Ấn, chỉ sợ đế phủ điều động toàn lực. Băng Thanh lạnh giọng nói. Trần Mục có thể khống chế vĩnh kiếp luân hồi vực, nếu như mà thả ra toàn bộ thần tộc và sinh linh cấm kỵ ở bên trong, đế phủ là cái thá gì chứ? Diêm Sát lắc đầu. Hắn ta biết Trần Mục không có thể nào mở vĩnh kiếp luân hồi vực ra. Hy vọng ba vị đại đế của đế phủ không có giáng lâm cùng lúc, nhưng cho dù một vị đại đế cũng đủ khiến chúng ta khó chịu rồi. Băng Thành nhìn về phía Quang Minh thần miếu trong thành. Ta nhìn thấy tượng đá của Quang Minh nữ thần đều sẽ sợ hãi. Quang Minh nữ thần chuyển thế trùng sinh, làm sao mà khôi phục được đỉnh phong? Thần tộc không có hoàn toàn diệt vong, nhất định vẫn giữ lại vật chất nguyên sơ, cộng thêm hương quả, khôi phục được đỉnh phong rất là bình thường thôi. Trong mắt của Diêm Sát ẩn chứa kính ý. Nhân gian Hoàng Châu, Trần Mục đang hấp thu sức mạnh dị diện, cấp độ sinh mệnh của hắn lại thăng qua một lần nữa, có thể cảm nhận được hô hấp của dị diện, toàn thân hiện ra ánh sáng, trong nguyên thần của thức hải trở nên thần thánh. Ý thức của Trần Mục có thể cảm ứng được toàn bộ nhân gian, còn có thể phát giác được động tĩnh của toàn bộ thiên giới. Cùng với việc luyện hóa tâm của dị diện, hắn đang nghiên cứu ngọc thạch màu xanh lam, bí mật của bỉ ngạn cất giấu trong đó. Bản đồ bên trong ngọc thạch màu xanh lam có thể chỉ dẫn Trần Mục đi tới bỉ ngạn, tìm tới căn nguyên của dị diện còn sót lại. Nhưng muốn giải được cái bí mật của ngọc thạch cũng không phải là dễ dàng. Tâm của dị diện rất nhanh liền được Trần Mục hấp thu hoàn toàn. Cổ năng lượng này có thể dễ dàng hấp thu hơn cả căn nguyên vật chất. Sức mạnh của hắn đột phá đến cảnh giới bán đế. Trần Mục cảm nhận được hồng mông tiên lực trong cơ thể, cho dù là số lượng hay là chất lượng đều vượt xa trước kia. Lúc giơ tay nhấc chân có một sức mạnh to lớn. Dội không kịp, chờ muốn giáng lâm như thế. Trần Mục có thể cảm ứng được cường giả đế phủ muốn giáng xuống. Hắn không có tiếp tục hấp thu căn nguyên vật chất ở bên trong hoàng kim thụ, mà là hành tẩu ở nhân gian, cảm ngộ biến hóa của bản thân mình. Trần Mục đang làm quen với cổ sức mạnh này, nhục thể và nguyên thần của hắn còn chưa hoàn toàn lột xác. Chỉ là sức mạnh sánh ngang với đế cảnh, lúc chiến đấu cần cực kỳ chú ý. Lăng Vân Tông, Trần Mục đột nhiên xuất hiện tại cái đỉnh núi Ngạo Kiếm Phong. Mặt trời chiều ngã về Tây, không nghĩ đến thời gian tu luyện ở chỗ này, thê tử Phục Tiên còn thường xuyên đến nhìn hắn tu luyện. Phục Tiên, Trần Mục lẩm bẩm với tinh không, hắn nắm giữ tâm của dị diện, có thể nhìn thấy cảnh tượng mơ hồ ở chỗ sâu trong tinh không, nhìn thấy hào quang thánh khiết, nơi đó còn có rất nhiều bóng người mơ hồ cường đại tồn tại, cho dù là Trần Mục của hiện tại cũng cảm thấy rất là áp lực. Chỉ có đặt chân tới cảnh đế thì mới có thể giúp được thê tử Phục Tiên, mới có thể giúp cho muôn dân thiên hạ. Trần Mục muốn trở nên mạnh hơn, chỉ là bán đế còn lâu mới đủ. Gần có uy hiếp của đế phủ, xa có uy hiếp của ma chủ. Muốn nhanh chóng thành đế, chỉ có thể thông qua thiên kiếp. Trong sách cổ không có ghi chép liên quan đến đế kiếp. Gần đây, Trần Mục liên tục đột phá. Hắn không có tiếp tục tu luyện, chính là muốn mài dũa cảnh giới của bản thân. Đối với đế kiếp là suy nghĩ chứ không dám đi thử. Hắn ngồi xếp bằng ở đỉnh núi tiến hành cảm ngộ. Thân hồn nhìn vào trong, quan sát máu thịt của mình. Có lẽ là do nguyên nhân thôn phệ tâm của dị diện, Trần Mục phát hiện sự tồn tại của mảnh vỡ thiên đạo. Trong cơ thể của ánh sáng nhạt, mỗi hạt ánh sáng đều ẩn chứa quy tắc khác nhau. Trần Mục thử ngưng tụ cái mảnh vỡ thiên đạo, ánh sáng nhạt bắt đầu ngưng tụ lại,
Bọn chúng giống như ngôi sao bay lơ lửng ở vũ trụ, sau đó tụ lại giống như bông hoa óng ánh. Thiên đạo có hình dáng không vậy? Trần Mục điều khiển mảnh vỡ của thiên đạo thay đổi hình dáng, hắn không thể phục hồi như cũ, bèn ngưng tụ thành một hình dáng đóa hoa. Đóa hoa này giống như là pháo hoa thuần trắng nở rộ, nhìn giống như bình thường, nhưng mà lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Bông hoa trắng muốt từ trong cơ thể của Trần Mục bay ra, sau đó ngạo kiếm phong, mây khói lượn lờ. Trần Mục đưa tay phải ra, mở lòng bàn tay, bông hoa trắng muốt rơi xuống lòng bàn tay, hắn nhẹ nhàng nắm lại, mảnh vỡ thiên đạo tràn vào trong lòng bàn tay. Đúng lúc này, lòng bàn tay đột nhiên sinh ra cảm giác nóng rực, hắn lại mở ra một lần nữa, kiếm văn trong tay hiện lên. Trần Mục nhớ, đạo kiếm văn này là đế kiếm lưu lại, hắn cảm ứng được sự tồn tại của đế kiếm. Tiên giới, tiên thành diễn cổ, một đạo kiếm quang xé phá không gian, Bách Chiến Chí Tôn nhìn bí cảnh bị xuyên thủng, sau đó thấy cách đó không xa, tiên môn đã mở ra, ông ta kinh ngạc nói, đế kiếm chọn chủ rồi sao? Các bạn vừa nghe xong tập 86, Ta Là Hầu Phù Kiếm Thánh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.